ngày 11 tháng 7, tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án vi phạm đấu thầu, đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, công ty AIC, Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo. Trong phiên xử có 4 bị cáo đã bỏ trốn và bị xét xử vắng mặt. Đó là Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC, bị đề nghị mức án từ 22 đến 24 năm tù về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt đối với hai bản án trước đó, buộc bị cáo Nhàn chấp hành chung hình phạt 30 năm tù. Bị cáo Trần Mạnh Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC, từ 19 đến 21 năm tù. Bị cáo Trần Đăng Tấn, Trưởng Văn phòng Đại diện Công ty AIC tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ 18 đến 20 năm tù về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Bị cáo Đỗ Văn Trường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MoFa, 4 đến 5 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Dương Hoa Sô, cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh, từ 15 đến 16 năm tù về tội nhận hối lộ. Bị cáo Trần Thị Bình Minh, cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, 8 đến 9 năm tù và Phan Tất Thắng, cựu Phó trưởng Phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, 5 đến 6 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 7 bị cáo còn lại trong vụ án từ 4 đến 9 năm tù về tội vi phạm quy định đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng. Theo đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân, tháng 4 năm 2014, bị cáo Nhàn biết Trung tâm Công nghệ Sinh học đang triển khai dự án 12 phòng thí nghiệm nên đã làm quen với bị cáo Sô và đặt vấn đề tham gia dự án và chi tiền cảm ơn. Sau khi Dương Hoa Sô bật đèn xanh, Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo cấp dưới đến gặp, bàn bạc, thống nhất với ông Sô về việc công ty AIC sẽ xây dựng danh mục thiết bị nhằm bảo đảm cho doanh nghiệp này hưởng lợi nhuận tương đương khoảng 40% giá trị mỗi gói thầu. Không chỉ thông đồng với các bị cáo thuộc chủ đầu tư, AIC còn được các đơn vị tư vấn và thẩm định giá tiếp tay. Khi thẩm định giá, nhân viên công ty thẩm định không làm việc độc lập, không khảo sát thị trường, không kiểm chứng thông tin báo giá. Nhóm này sử dụng danh mục và đơn giá do Trung tâm Công nghệ Sinh học cung cấp đã móc nối với AIC để phát hành chứng thư thẩm định giá. Các chứng thư trái quy định được sử dụng, đưa vào hồ sơ làm căn cứ thẩm định giá, giúp Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng đồng phạm nâng khống giá các thiết bị đấu thầu. Công ty AIC và các công ty liên quan đã thâu tóm 8 trên 10 gói thầu, gây thiệt hại hơn 94 tỷ đồng.